thế nhưng mà bố con nhà anh thật là có cái gì nói thì biết xem như nào nói luôn đi. Không tôi không chịu đâu, thì ở nhà sẽ chuyện gì rồi. Em nhìn có chuyện gì mà xảy ra chuyện gì? Anh mà không nói là tôi đi về đấy, tôi nói trước đấy, tôi không, tôi không chịu ông tôi gặp đang ngủ đêm nào cũng ngủ được. Tôi bảo là ở nhà xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chuyện gì thì tôi bảo tôi không đến đâu thôi. Thì về luôn, giờ anh cứ cho tôi về luôn, tôi chỉ lên khi lên nhà bà nó vậy. Nhưng mà bà có nhà không mà về? Bà nó về nhà cậu nó, thì xa như bà nó bán rồi, bây giờ về nhà nhà cậu. Bà chị về chưa? Đâu rồi, xa xôi như vậy xuống làm cái gì vậy? Bà chị bố mẹ thì không, đang ngồi bà này bảo không chịu tí. Ôi, không phải thăm là xa xôi là những em như vậy rồi, bà sẽ làm cái gì? Bây giờ thì đỡ rồi, nhưng mà tôi thì bảo sốt lắm. Bây giờ bà cây điện rồi, chị cũng mấy ngày nay cho tôi điện thì không được, sao mà không liên lạc được sao? Bà không do nói, chú nói gần ra là nhà bán hàng này đang bị bệnh. Một điện thoại lúc trước bà ấy nói lúc nó vào máy nó bận đi. Bận cái gì? Điện mấy ngày nay rồi mà không liên lạc được, sốt ruột, đúng rồi. Cái bảo ngay này. Thôi bà không nói, nó bà cứ lên thì cho đồng chú lại đi. Không nghe máy 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 thôi hay cho đi về thì xin về nhà đi xem thế nào chứ còn ở đây thì không chịu. Thì ở đây đang điều trị rồi, về bác sĩ đang ốm đau này về thì chị ở đây mà điều trị không nghe mà bây giờ sẽ đang lúc ra mà hỏi anh trai như vậy anh thấy cái gì nữa không biết thì anh như kiểu giống không có gì giống như 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 không có gì Ngày nào cũng biết nó hỏi thăm mấy ngày nay không thì nó nói năng gì mà nó lại đỏ nhà. Bác sĩ bảo đây chữa tán rồi, nhưng mà chị cũng về là nhà, giờ nó cũng khoảng cần ra mà nó vào nó về rồi. Bây giờ tôi đỡ rồi, bà chúng ta một cái chữa bệnh bài giá này. Nhưng mà tôi liền anh, vậy anh tôi cứ thấy nhưng mà bố con nhà anh thật là có cái gì nói thì biết xem như nào nói luôn đi. Không tôi không chịu đâu, thì ở nhà sẽ chuyện gì rồi. Anh như có chuyện gì mà xảy ra chuyện gì? Anh mà không nói là tôi đi về đấy, tôi nói trước đấy tôi không chịu ông tôi gặp đang ngủ đêm nào cũng ngủ được, tôi cứ mơ mơ hoặc màng cái gì mà. Chị này ốm đau thì cũng nghĩ linh tinh vậy, chị có nằm đây nghỉ ngơi mà ăn uống như nó lại. Bác sĩ bảo đấy chứ thái rồi, chứ lâu dài cũng bảo được một hai ngày rồi đâu. Tôi tin thấy là hôm qua đi nằm thì mơ mơ hoảng màng đêm về cái gì mà tôi gọi điện cho nó không được, mà tôi thấy cứ làm sao á. Anh ba có điện nhắc nào mấy lần sáng hay sao chưa? Điện chốt không liên lạc được, sốt rồi không ấy đi về đây. Ba anh ngồi ra. Ba anh đi. Ba cho đây chứ. Ôi chẳng đâu chúng ta đi các thứ mang về. Quá chị em đi, ngồi nghỉ đi. Về làm cái gì? Không, cũng làm không ấy, bây giờ anh không biết. Bây giờ chị về có giải quyết được vấn đề gì đâu. Bây giờ chị phải ở đây điều trị cho nó xong được. Như bây giờ đang ốm đau lại về thì... Bà nó mệt tật bà, nó nói bà là cái lòng không phải đi là không ở đây đâu. Không, không nhà nó có xin bà cho về không? Mai này kia đi. Bây giờ anh nhá, anh... Đang ốm đau này. Cái bà là ở nhà xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chuyện gì thì tương lòng nó không đến đâu thôi. Bà nó mới... Không sao? Bà nó mới... Nhà có chuyện gì mà đúng không? Có cái gì anh nói luôn à? Bà cứ bình tĩnh nói. Đấy, cứ nói xem nào. Bà nó cho người ta về. Bà về rồi á? Bà nó về rồi thì bà đã biết lên là Thủy Ngọc về. Là giờ bà giữ nhau với bà không cho chúng đến đây nữa. Cái gì? Mới có ba bốn hôm nay thôi. Bà nó giữ ở nhà nó á? Bà giữ ở nhà bà ấy, bà không cho chúng đến nữa. Ôi, sao thì giữ ở đấy được mà đi vào đấy. Bà bây giờ đang ở nhà công thôi, không phải nhà bà ấy, cứ bảo bà. Vậy thì anh ra đây nói chuyện cho con ở đấy, con đi ra đây một tí. Con đi ra đây có cho mày nhiều người lắm đây. Đi ra đây đi bảo. Đi ngờ nhá.
cái chuyện gì thì anh phải nói với tôi, giờ làm sao mà bà ấy giữ đấy được. Bây giờ bà mà... bảo cho bà ấy không cho yêu được anh ấy thì bà ấy giữ đấy, bà không cho chúng không cái gì, bây giờ nó mang bò mông thì rồi mấy ngày thì không liên lạc nó, bây giờ ngày trước nhưng bây giờ khác, bây giờ nó bầu rồi chứ không phải không được đâu. Thì tôi cũng biết đâu. Không. Thế là đến thánh trời trên này nó là vui bảo. Thì giống nhà nó được đấy. Bây giờ ra đây có trong mấy đông người mà bảo chị bà ấy này này. Bây giờ vậy thì chị chỉ về luôn, bây giờ anh cứ cho tôi về luôn, tôi chỉ lên khi lên nhà bà nó vậy. Nhưng mà bà có nhà không mà về. Bà nó về nhà cậu nó, xà nhà bà nó bán rồi, bây giờ về nhà nhà cậu. Về nhà cậu nó trên Hòa Bình hả? Ừ. Vậy sao bà này không cho anh gặp xuống này nữa? Thì trước cái bà ấy không cho yêu Khánh này. Giờ đến bà ấy không cho Khánh lại về đấy, thì Khánh không dám vào. Nhưng mà bà ấy... Khánh lại về đấy á? Khánh lại về cho để thằng ngoài đường thôi, là cái nhỏ cũng đi về. Sao lại không cho vào? Bây giờ thì mới lên nhà, lên nhà cái cửa rồi phải vào, nói bà nó có bầu, nói bà có bầu chưa? Hả? Nói bà nó có bầu chưa? À biết rồi chứ nói. Bây giờ Khánh nhà mình nó ngoan đấy, sao bà ấy cấm cản cái gì? Đấy đây, bà trên nhà mình nghèo. Chúng nó yêu nhau thì kệ, chúng yêu nhau thì bà không, bây giờ tôi không cần biết. Bây giờ là con, tôi giờ là, bây giờ con nhà mình nhá, căn hộ của thằng Khánh nó đăng ký kết hôn, nó là hai vợ chồng rồi, bà ấy không thể giữ người. Nhưng mà con Khánh Ngọc đã nói với bà ấy, bà biết đâu, không biết thì nói chưa. Không, bà tôi không biết tôi đi xin nghe bác sĩ để đi bà, như giữ như Khánh Ngọc như vậy không được, con đâu, bà cháu đâu. Bà giải quyết được cái gì? Chị không, bây giờ ra, không giờ được cái gì đâu. Tôi không biết, còn nếu mà anh không xin bác sĩ thì tôi về là tôi trốn với bà đấy. Bây giờ mà xin bảo bây giờ bệnh tôi không đỡ đâu. Không thì bà điều trị ở nhà. Bây giờ ở nhà bệnh này đúng không có quả thì anh sang hỏi bác sĩ là xin cho đi về luôn. Tôi giờ lên con tôi gần Dương Ngọc, gần cháu tôi nữa. Chứ không giờ bà ở đây, nếu bà làm sao thì sao? Không, bà cứ bà trong này thì chị ở đây thì chị về cũng giải quyết được. Bố con giải quyết. Không, bà này không nói đâu, em không biết tính bà ấy đâu. Bà này bà kinh lắm, để chị lên chị còn nếu mà bà không cho về chị trước cái nhọc bóng vé và nó đăng ký cái đồng nó con cho mình rồi. Bao nhiêu ngày tháng bà đi không liên lạc được, đến bà không nghe, bây giờ về bà rất nay nó về bà bảo về bà bắt giữ lại, không cho về là sao? Nhưng bây giờ nó là con mình rồi, mình đăng ký kết hôn có pháp luật chứng kiến rồi, chứ làm như vậy không được. Chị vẫn biết là người sốt ruột, nhưng bây giờ chị về đang ốm đau này, về nó xin đâu về đâu. Không, nó đăng ký kết hôn không hỏi ý kiến bà ấy. Hỏi hiện tại bà không nghe, nên là bà không nghe. Thì bây giờ là chúng nó hành vợ thành chồng rồi, cũng không biết, nhưng mà bây giờ không biết anh bà, đi xin đi. Bà tôi không biết đâu, không anh không cho đi về, tôi không cứ về, tôi đi lên đấy, tôi tìm gặp, tôi gặp bà, còn anh đi lên ngay xin bác sĩ bảo là bây giờ anh bảo đỡ rồi, còn bác sĩ bán thuốc bán than cho vợ đi là gọn đòi về, ở đây mà ngột ngạt nó đến ầm ĩ về nhà thì điều trị nằm yên tĩnh lên đỡ. Còn bây giờ bệnh này nhá, hết bệnh này không là cái bệnh thần kinh bao giờ đừng lo nữa, sợ chị về nhà nó lại nặng lên nhỉ. Đừng có bệnh quá cái đã này. Không, bây giờ cứ cho đi về nhà, tôi không ở đây thì chị cứ đâu về nhà đi, đi xin đi để đi về. Đi xin về nhà xin anh, anh cứ bảo là vợ đỡ rồi, với lại là mua thuốc về nhà để đi điều trị. Anh cứ ra ở bảo ở đây thì các bác sĩ người ta theo dõi, nhưng giờ về sao được? Biết rồi, nhưng hoàn cảnh nhà mình như vậy thôi. Anh cứ xin bảo là bây giờ không, bà ra đây còn để bố con tôi giải quyết như thế này, không, bà không phải lo. Không thể nói được với bà ấy đâu, còn không để tôi đi lên, tôi sẽ lên tôi gặp bà ấy, xong rồi đi về viện, ra về thì nhập viện sau được. Nhưng anh cứ xin đi về đã bảo là sao được? Bà đi vào trong này, bà làm đi. Không, đi. Bây giờ còn không xin đi về là tôi trốn chuyện đi về, tôi bảo chưa. Còn bây giờ đi xin đi về. Trốn về là sao cũng được. Trốn về là sao đây thì có xíu thôi, khó. Đây, nên là anh bảo là đi vào xin vợ, xin về ở đây nó ồn ào với lại nó đỡ rồi thì bác sĩ xem có kê đơn mua thuốc về nhà điều trị được không, hay là ngoại trú được không. Đi xem bảo nếu được không này. Hết giờ... Ấy lúc nào các bạn sẽ nói bác sĩ thế nào? Không, đi luôn đi. Anh đi luôn, còn đây có phòng ở đây với tôi rồi. Xin thì về, ví dụ tối nay sáng mai lại về đây luôn cơ, để cho bác sĩ nó theo dõi. Không, cứ đi xin. Còn bây giờ xin về lâu dài không được đâu. Bảo là cứ đi xin như nào, có gì ra. Có cỡ để cho khỏi bác sĩ. Xin phải xin vào phòng ấy xong lại anh thay lên. Làm như vậy sao mà chị muốn em chở con cháu mình như vậy, bà không ấy như là. Bà này chị xin mà về luôn. Chị về chị sốt ruột, bà này phải kinh lắm, mà con cháu chị. Cứ đi vào đây để anh thay.